Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ, đó là Liễu Đại Hoa đại chiến Diêm Văn Thanh. Trong ván đấu này, Liễu cầm đỏ đi tiên, Diêm cầm đen đi hậu. Liễu Đại Hoa là một kỳ thủ có tiếng đến từ Hồ Bắc Trung Quốc. Trong cuộc đại chiến này, Liễu cầm đỏ đi tiên. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi. Đến đây, Diêm đành buông giáp đầu hàng vì xe đỏ ăn pháo, chứ bí.